Hải Đăng, xin chào bạn. Sau đây Hải Đăng xin giới thiệu các bạn cần lưu dòng này dòng Zoom các bạn nhé. Nghĩa là 1m8 các bạn. Câu cùng hai size một 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 cần. Zoom từ 1m8 lên 21. Đây giới thiệu các bạn. Phủ keo rồi, cái này là gắn xốp của phủ keo các bạn. Là 1m8, cứng mờ đấy bạn. Trọng lượng tải mồi là từ 10 đến 25 gram. Quality fishing rod. Đây bạn, rút này cái này ra 21. Cái rất hay, 2 trong 1 luôn các bạn. Hai trong một quen là nó đây ạ. Làm cần cứng đấy các bạn. Đấy, bạn zoom đấy bạn, zoom ra này. Đấy là quen này, đó lô quen và đó lô này là đều thường hết các bạn nhé, quen bát thường. Đẹp. Đấy, đang có hai size thôi. Thích câu ngắn thì câu dài câu 21 và 21 và 24. Đôi ngọn cái kiểu giống nhau các bạn. Từ bạn zoom nó cũng vậy ạ, rút rồi 2m4 bạn thu vào này, cân trọng lượng từng cân một các bạn xem. Trọng lượng của cần 2m4. Một trăm bảy mươi lăm gram, khá nhẹ các bạn. 75 gram, máy tầm 200 gram nữa ok rồi. 300 gram, 170 gram, 170 gram, đốt ngọn. Ngọn 2 ly các bạn. Cần 21 là 2 ly này. 24 2 ly này. Tầm tầm nhau thôi. 24 2 ly các bạn. Cần 21 này thu gọn. Còn cần 21 này là tầm 1 mét các bạn. Đây là 1m8, nếu thu gọn còn 1m8 là 1m. Còn 21 thì 1m2. Rồi đang xin cho giới thiệu các bạn cần lu zoom có
hai size 21 1m8 đến 1m1 và 21 đến 24. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.